Cảm ơn quý vị khán giả của đài truyền hình Lý Đô Sài Gòn TV vẫn giữ máy và theo dõi. Tiếp theo là với chủ đề vận thời của một con người và của một quốc gia. Xin mời thầy Chí Đức tiếp tục chia sẻ. Xin kính chào quý vị. Đời người như gió thoảng mây trôi, bỗng phốc chốc mà chúng ta tóc bạc và cơ thể yếu, không còn làm được việc gì nhiều nữa. Ngồi ôn lại những cái kỷ niệm cuộc đời của mình thì hầu hết ai cũng hối tiếc có những cái giai đoạn mình bỏ qua những cái cơ hội, những cái dịp may để chuyển hóa cuộc đời, thân phận của mình. Cho nên trong lá số tử vi nó có một cái gọi là vận thời của người ta. Ngoài cái lá số tử vi ra, mình còn biết được là con người của mình như thế nào, thân phận cuộc đời của mình như thế nào, cái thời vận nào là thời vận nguy hiểm nhất, tốt đẹp nhất đến đời của mình, để mình biết cách mà mình chọn lựa hầu có sự chính xác và thành tựu hơn. Và vận hồi của một quốc gia cũng như thế, có những cái thời điểm mà quốc gia mình cần phải thay đổi để cho nó có cơ hội để cho nó được thăng tiến và tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, trong một vài tuần qua thì chúng ta là người Việt Nam, nhưng mà người Mỹ gốc Việt Nam, chúng ta đều nô nức theo dõi trên cái đài truyền hình cũng như TV và YouTube việc mà họp thượng đỉnh của ông Donald Trump và của ông Kim Jong-un Bắc Hàn. Chúng tôi nhận định như thế này, nước Bắc Hàn là một cái nước mà từ lâu nay đã được sự ủng hộ của Trung Cộng và Liên Xô. Tất cả những cái kinh tế của họ đều bị lệ thuộc và tài sản của đất nước không có bao nhiêu hết. Họ có cái phát triển nguyên tử mà thôi. Cái tài sản tổng sản lượng của họ có thể mình ví dụ một con số nhỏ là họ có 1 triệu. Còn đất Mỹ của chúng ta là họ có 1 triệu thì chúng ta có 1.000 triệu. Họ có 1 đô la thôi cho dễ hiểu. Họ có 1 đô la thôi thì đất nước chúng ta có tới 1 triệu lần. Thì kính thưa quý vị nghĩ xem rằng là cái việc mà thương lượng của ông Donald Trump với ông Kim Jong-un có phải là quyền lợi của hai nước hay không? Và kính thưa quý vị, thiết nghĩ chúng tôi rằng là không phải, đây là cái sự yêu cầu, cái sự thỉnh cầu và cái sự mong cầu của ông Kim Jong-un. Ông muốn đất nước của mình được phát triển, được thay đổi và sẽ được thịnh vượng giàu có giống như Nam Hàn, bởi vì ông đã nhận thức ra được là cái ván cờ của Bắc Hàn đã theo bao nhiêu năm nay với Trung Cộng và Liên Xô thì đó là cái lá cờ không có thành tựu rồi dẫn đất nước đến cái chỗ nguy hiểm và đầy tang thương. Chính cái lá thơ đó ông đã gửi cho một ông đại sứ Bắc Hàn tại Mỹ và sau đó chuyển tới ông Donald Trump, nhưng mà mất vài tháng sau thì ông Donald Trump mới quyết định là cho đi gặp và cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Singapore. Ý chúng tôi muốn nói rằng sự gặp gỡ này hoàn toàn không có sự là tương giao lợi ích của hai nước, mà hoàn toàn là một cái sự muốn thay đổi đất nước của mình. Là lý do là vì chúng ta nhìn qua cái cơ bản của một đất nước có 1 đô la và một đất nước có 1 triệu, chúng ta không cần gì Bắc Hàn hết. Nhưng mà Bắc Hàn thỉnh cầu với cái tâm nguyện muốn thay đổi đất nước của mình. Ông Donald Trump đã có một cái chiều hướng để xem rằng là nước Bắc Hàn đã có thể thay đổi được chưa. Và ông có những điều kiện trong cái cuộc họp thứ nhất. Những điều kiện đó đã thực thành là không có phát triển vũ khí vấn đề nguyên tử nữa, và trả lại tất cả những tù binh cũng như là đưa lại tất cả những cái gì đó nước Mỹ đòi hỏi, cũng như là đã cởi mở để mà có sự làm ăn kinh tế từ Nam Hàn qua Bắc Hàn, và phải có cái sự gặp chính thức với tổng thống của Nam Hàn để mà xúc tiến những diễn biến hòa bình. Như vậy chúng ta thấy rằng là chiều hướng đi không phải là để thương lượng của hai nước về nguyên tử nữa. Nguyên tử chỉ là một cái hình thức để mà nói chuyện thôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng là tuần lễ này thì mọi người cứ bàn bạc là thấy không có kết quả gì. Kết quả này không thể bàn ra ngoài được. Chúng tôi đang có những xúc tiến rất tốt đẹp cho tương lai của Bắc Hàn. Và Bắc Hàn trong tương lai sẽ có những cuộc mà được cởi bỏ những cái vấn đề mà áp lực của kinh tế vân vân để mà tiến hành. Thì bây giờ đang cái bước thứ hai. Tại sao tại chọn tại Việt Nam? Là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là chọn lại Việt Nam là vì đất nước Mỹ, nếu mà nói rằng là có những cái liên hệ mật thiết đối với con người, tổ quốc và dòng máu thì đất nước Mỹ đã rất nhiều cái người Mỹ, con cháu nước Mỹ, người da trắng, đủ thứ dân tộc đã chết tại Việt Nam. Và chúng ta có những cái liên hệ mật thiết trong chiến tranh rất là nhiều, chính vì thế mà nước Mỹ luôn luôn nhìn cái vấn đề của Việt Nam là một sự gần gũi hơn Bắc Hàn. Bởi Bắc Hàn là cánh tay trái của Trung Cộng và cánh tay phải của Trung Cộng, đó là Việt Nam. Thì vấn đề bây giờ đang giúp hai nước mà mở cái cuộc họp tại Hà Nội vừa qua, đó là
ông Tổng thống Donald Trump đã mở cái đèn xanh và cũng hy vọng rằng là Việt Nam mình cũng thấy cái con đường có thể thoát khỏi được cái xã hội chủ nghĩa để mà cùng với bước đi theo cái Bắc Hàn. Đó là cái mong muốn của nước Bắc Hàn hiện tại, và ông Tổng thống Donald Trump cũng như thế giới cũng hy vọng rằng Việt Nam mình sẽ có những hướng thay đổi song song cùng như thế. Chúng ta nhìn lại trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy rằng là ở nước Tây Đức và Đông Đức ngày xưa, vào ngày 30 tháng 10 năm 1990, bức tường Berlin đã sụp đổ xuống và người ta đã thống nhất lại nước Đức và tổng tuyển cử và có một chính phủ tổng thống duy nhất mà thôi, và sau đó đã liên hợp và tạo thành nước, một nước Đông Đức ngày nay, và phát triển vững mạnh lại như xưa, không còn có sự chia đôi. Đến đây thì chúng tôi tạm ngưng, sau đó tiếp tục trong phần thứ ba. Tôi xin phép vào phần diễn giải Lao Su TV. Có một người nữ, cô Xuân Quỳnh cho biết rằng là ngày 15 tháng 3 năm 1942, lúc 7 giờ sáng. Vâng, 7 giờ sáng tức là giờ Mão. Người nữ này có mệnh số như sau. Tôi xin lặp lại, người nữ sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 1942 và có sinh vào giờ Mão. Người nữ này, đây là một người đàn bà có mệnh Thái Âm, cung Quan Lộc có Dương Lương, ngồi Đào Hoa là có Xương Khúc. Đây là một người đàn bà thành công hoàn hảo trong cuộc đời của mình. Người đàn bà này rất giỏi, giỏi về mọi mặt, kể cả nấu ăn, kể cả làm việc, kể cả business, kể cả phát triển. Người đàn bà này là một người ta gọi là sinh vào một cái lá số tử vi mà ít người có thể được may mắn như thế. Nhưng người này phải trải qua một cái giai đoạn rất là khủng hoảng và đầy nguy hiểm, có thể sụp đổ tất cả. Cái đó là khi bà vào đến tuổi 34-35 tuổi cho đi, cho đến 45 tuổi cho đi, đó là từ 34 cho đến 44. Đó là cái giai đoạn mà sụp đổ nguy hiểm. Sau đó từ 44-45 trở đi, tuổi trở đi thì gây dựng lại sự nghiệp. Cho đến ngày hôm nay, đây là một lá số thành công và may mắn về mọi thứ. Chúc bà thành công. Xin cho biết người kế tiếp ạ. Dạ thưa thầy, tiếp theo là một người nữ sinh ngày 30 tháng 5 năm 1961 vào lúc 2 giờ chiều ạ. Ngày 30 tháng 5 năm 1961. Dạ. Lúc 6 giờ chiều. Lúc 2 giờ chiều thưa thầy. Lúc 2 giờ chiều. Người này có khả năng sẽ sinh vào giờ Mùi nhá, tôi xin lặp lại. Trước khi chúng tôi trình bày một lá số, tôi xin xếp thưa như thế này. Kính thưa quý vị, để có một lá số thì chúng ta cần có ngày tháng giờ năm sinh. Và khi chúng tôi chỉ nhận được tháng giờ năm sinh thì chúng tôi sẽ nói chính xác với cái gì mà người ta cho ngày tháng giờ năm sinh, để cho quý vị nắm vững chắc chắn cuộc đời của mình. Thì quý vị cần phải gặp tôi, thì trong lúc nói chuyện như thế, chúng tôi sẽ xem rằng là cái đôi bàn tay mình như thế nào, cái khí mắt như thế nào, âm giọng như thế nào, và cái tướng pháp của người đó như thế nào, nó có phù hợp với lá số không, đó chúng tôi mới quyết định được. Còn hiện tại bây giờ thì cho tôi cái giờ nào thì tôi trình bày giờ đó. Nếu chính xác thì quý vị yên tâm, còn nếu hoàn toàn không chính xác thì xin quý vị gọi cho tôi để chúng tôi có thời gian chúng tôi chỉnh lại số cho quý vị. Xin quý vị gặp được chính tôi. Bởi vì con người ta sinh nhau cách năm 10 phút thôi, mà có cả làm vua, có cả đi ăn mày, có cả giàu sang phú quý quyền tộc, có cả phải chịu nhiều dao động hỗn độn. Người nữ sinh vào ngày 30 tháng 5 năm 1961, người nữ này sinh vào giờ Mùi, có mệnh số như sau. Đây là người nữ, phải nói rằng là cuộc đời đầy sóng gió chông gai rồi, không có được dễ dàng đâu. Người nữ này có một khả năng ăn nói, biện thuyết rất giỏi, hơi nóng tính tí xíu. Cuộc đời của người nữ này thì nói chung rằng là cuộc đời thì nó nhẹ, tâm thì muốn làm dữ lắm, nhưng mà đầy những sóng gió chông gai thôi. Khổ lắm nha, khổ lắm. Chỉ được con cái là lấy chồng là người tương đối hiền lành hơn mình nha. Mình là người chỉ huy sắp xếp, tháo vát, giỏi, học hành được. Nhưng mà là một người cuối đời của mình nó không có gì hết nha. Nếu mà có việc làm thì chỉ là có một việc làm rồi có retire mà thôi. Chứ không phải là người sinh ra để tạo được cái sự may mắn thành công nha. Và không có duyên lớn gì với con cái cả. Chúc may mắn. Dạ, tiếp theo là một người nam sinh ngày 15 tháng 11 năm 1964. Ngày 15 tháng 11. Tháng 11 năm 1964. Năm 1964. Dạ, vào lúc 9 giờ 37 tối.
9:37 tối. Dạ. Người này có khả năng sinh vào giờ Tuất nhé. Người nam sinh vào ngày 15 tháng 11 năm 1964. Dạ. Sinh vào giờ Tuất. Người nam này có một cái mệnh số là thiên tướng ngồi địa không có thiên khôi. Người này thông minh nhanh nhẹn lắm, nhưng một đời của mình bất mãn, gặp nhiều cái sóng gió trong gai lắm. Người này là cái người tôi gọi là lanh, học giỏi, thông minh, cái gì cũng nhanh lẹ, cái gì cũng làm tháo vát, người tốt nhá, người tốt. Nhưng mà đời của mình vì nó bị cái chữ là mệnh không mà thân kiếp, cuộc đời có được rớt lên rớt xuống, cuối đời của mình là có cảnh mà không có gì hết nha. Chúc may mắn. Thưa quý vị khán giả, bây giờ sẽ là vài phút dành cho giới thiệu các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay.